Hello mọi người, lại là Hạnh đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một cái áo bikini sò rất là đáng yêu như thế này nha. Cái áo bikini này thì cũng khá là hở, cho mọi người lưu ý một chút nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chỉ có một size, tầm size vừa thôi nha mọi người. Còn về cách tăng size thì mình cũng không lưu ý rõ lắm, tại vì mình chỉ biết làm áo cho size của con mannequin của mình thôi. Còn các loại khác thì mọi người có thể tham khảo ở trên YouTube để xem có cách nào tăng size của cái áo size sò này không nhá. Cái này nó rơi vào khoảng size vừa. Nếu mà bạn nào mà size ngực hơi to một tí thì cũng không sao. Mình nghĩ là nếu mà nó hơi phì nhiều một chút cũng không có vấn đề gì, tại vì cái phần này mình nghĩ là nó béo lên một tí ở cái phần này thì cũng không có vấn đề gì, tại vì cái áo này nó cũng đang không phải là quá là chặt đấy mọi người. Thì cái này mọi người có thể lưu ý nha mọi người. Đó, có gì mình sẽ cung cấp ở cái phần tăng size, cái phần size áo của cái áo ngày hôm nay. Và cái này mọi người có thể thêm cái mút ở bên trong, ở đây là mình chưa có thêm mút, thì cái này mọi người có thể thêm mút tùy thích nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần móc cái áo này. À, trước hết là mình sẽ tìm hiểu về cái size và cũng như nguyên liệu để tạo ra áo đã nha. Cái áo của mình thì có phần ngực rơi vào khoảng 88cm nhé. Mọi người lưu ý, nó rơi vào khoảng size M. Ok, và bây giờ mình sẽ tìm hiểu về nguyên liệu. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cuộn len mew mác trắng, một kim móc 2.5, kéo ghim đánh dấu kim khâu. Rất là đơn giản thôi, móc rất là nhanh. Nếu mà bạn nào quen móc thì chắc là móc một cái chát này một buổi chiều chắc được mấy cái áo luôn ấy. Làm rất là nhanh tại vì áo khá là đơn giản. Và công thức mọi người chỉ xem khoảng 1-2 lần là thuộc rồi ấy. Sau đó mình sẽ có hướng dẫn làm thêm cái phần bikini. Thì các bạn lưu ý nếu mà cả áo cả bikini thì cần 2 cuộn là được nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần móc. Và các bạn lưu ý với phần áo thì mình sẽ không có hướng dẫn tăng size hoặc giảm size nha mọi người. Các bạn lưu ý nha, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu móc nha. Nếu mà bạn nào thích kiểu làm mút áo thì mọi người có thể chuẩn bị thêm cái mút ngực để mọi người có thể khâu thêm vào nhá. Trước hết tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên 2 bình nhé. 1 2 bình. Sau đó móc vào đây 5 mũi kép đơn nhé. 1 2 3 4 và 5. Kéo. Như vậy là mọi người được hàng số 1. Và sang hàng 2. Tại chân đầu tiên móc 2 bính, xoay ngược lại. Và tại đó móc 1 mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc 2 mũi kép đơn chung vào chân. Vẫn tại đó. Tiếp theo móc 3 mũi kép đơn. Tiếp tục 3 mũi kép đơn. Tiếp theo mũi số 5 mình móc 2 mũi kép đơn. Mũi cuối cùng móc 1 mũi kép đơn. Và đầu cái dây bình số 2 nằm ở đây này. Ok. Và xong hàng 2. Hàng 3 thì lên 2 bính, xoay ngược lại. Sau đó mọi người đâm vào chân bên cạnh này. 2 mũi kép đơn. 1 lần, thêm lần nữa vào đó. 1 bính. 2 mũi kép đơn. Như vậy tại một chân này có 4 mũi kép đơn và giữa mỗi mũi, giữa hai mũi một thì cách nhau bởi một bính. Tiếp theo mình sẽ có mũi kép đơn luồn trước sang chân bên cạnh. Đây là chân dây bính là 1 này.
chân mọi người vừa móc này. Đây là chân tiếp theo này. Chân số 3 này. Các bạn móc mũi kép đơn luồn trước cho mình. Ok. Tiếp tục. Chân bên cạnh. Lại móc giống y như vậy, lặp lại. Hai kép đơn. Một bính. Hai kép đơn nữa vào đó. Sau đó mình sẽ có mũi kép đơn luồn trước tiếp. Chân này là chân mọi người vừa móc, đâm sang này. Luồn trước. Và lặp lại chân này giống đây. Hai kép đơn. Một. Hai. Một bính. Hai mũi. Luồn trước. Đây. Bây giờ tiếp tục móc nhé mọi người. Hai. Một bính. Hai mũi nữa. Tiếp tục luồn trước. Như vậy là mọi người được 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, thêm 1 lần nữa. Một bính. Hai mũi. Và luồn trước. Như vậy là đủ 5 mũi nha. Sau đó hai mũi cuối cùng thì mình lại móc lại cái cụm. Giống như vậy trước. Hai mũi. Một bính. Hai mũi. Và tại đầu chân mũi bính số 2 nằm ở đây thì mình móc một kép đơn thôi. Như vậy là xong hàng 3. Tiếp theo sang hàng số 4. Giống hàng 3, tuy nhiên mình sẽ đổi mũi kép đơn luồn trước thành mũi kép đơn luồn sau. Mình sẽ chỉ nha. Đầu tiên là hai bính. Xoay ngược lại. Sau đó bây giờ mình cũng sẽ móc vào vị trí này. Vị trí lỗ này này mọi người. Hai kép đơn. Một bính. Hai kép đơn. Tiếp theo cái chân này là mũi kép đơn luồn trước thì mình sẽ móc mũi kép đơn luồn sau nhé. Các bạn đâm vào cái mũi kép đơn này. Đâm ra phía sau. Và mình móc ra phía sau. Đây gọi là mũi kép đơn luồn sau. Bây giờ tại cái lỗ này tiếp theo lại có hai kép đơn, một bính và hai kép đơn, và lại kép đơn luồn sau ở cái chỗ thõm thõm này này. Ở mặt trước thì nó sẽ lồi như thế này. Nó kiểu như kiểu cái vỏ sò ấy mọi người. Đó. Và bây giờ cứ lặp lại thôi. Tại cái chỗ này này. Cái bị mũi bính ở giữa này. Đâm vào. Hai kép đơn. Một bính. Hai kép đơn. Luồn sau. Tiếp tục tại lỗ này. Một lần. Hai lần. Một bính.
Tiếp tục. Hai lần. Đây mọi người thấy không? Ở cái chỗ lùi này này. Đó. Lần sau. Tiếp tục tại đây. Hai mũi. Một bính. Hai mũi tiếp. Và tại cái chỗ này. Lần sau. Ok. Và cuối cùng. Hai mũi. Một bính. Tiếp tục hai mũi. Và mũi kép đơn tại đầu chân mũi bính số 2 nằm ở đây. Đó. Và kết thúc hàng 4. Ok, tiếp theo 5, 6 thì lặp lại 3, 4 cho mình. 5 thì lặp lại 3. Lên 2 bính. Xoay ngược lại. Và bây giờ tại cái vị trí lỗ này thì mình lại móc như vậy. 2 kép đơn. 1 bính. Và 2 kép đơn tiếp. Tiếp tục luồn trước. Mặt phải thì phải móc luồn trước nhé. Mặt trái thì móc luồn sau. Đấy mọi người thấy không? Thì cái mặt phải nó sẽ xoắn theo như thế này. Tiếp tục lại có ở cái lỗ này. Lại hai kép đơn. Một bính. Hai kép đơn. Luồn trước. Tiếp tục hai kép đơn. Một bính, hai kép đơn. Nó giống hàng 3 thôi nha mọi người. Và luồn trước. Ok, sau đó mọi người móc đến vị trí này cho mình nhé. Sau khi tới cuối thì mũi cuối cùng thì mình phải móc mũi kép đơn vào chân mũi bính số 2 nằm ở đây. Như vậy là mình chỉ nhớ là có 5 mũi kép đơn luồn trước thôi nhé mọi người. Và bây giờ hàng 6 thì lặp lại hàng 4. Hai bính xoay ngược lại. Công thức thì vẫn như vậy, chỉ có điều là mũi kép đơn luồn trước sẽ xoay bằng mũi kép đơn luồn sau. Các cái vị trí lõm này chính là mũi kép đơn luồn trước đây này mọi người. Nào bây giờ mình chỉ thêm một lần nữa nha. Tại đây thì vẫn móc công thức cái vỏ sò như vậy. 2, 1 bính. Tiếp tục 2. Luồn sau. Đó. Tại đây tiếp. 2, 1 bính. Cái 1 bính này chính là cái lỗ để tí đi. Tiếp theo mình móc vào đó đấy. 2. Đây mọi người thấy không? Cái chỗ này này là chỗ để móc mũi kép đơn luồn sau này. Tiếp tục tại đây. Một bính. Hai. Luồn sau. Ok. Và tiếp tục móc tới vị trí này nhé. Sau khi mà móc xong tới vị trí đó thì mọi người sẽ móc mũi kép đơn vào chân mũi bính số 2 nằm ở đầu. Như vậy là kết thúc hàng 6. 1 2, 3, 4, 5, 6. Lên 2 bính và mình sẽ sang hàng 7 nha mọi người. Hàng 7 thì mọi người sẽ móc như sau. Mọi người sẽ bỏ qua chân đầu tiên và đâm vào đây. Một kép đơn. Tại đây móc một kép đơn, một bính, một kép đơn. Một kép đơn này. Một bính này. Một kép đơn này. Và một kép đơn sang vị trí này. Tức là công thức thì nó vẫn giống như vậy, vẫn đủ 4 mũi, tuy nhiên mình móc ra đây thì thứ nhất là để cho cái phần vỏ sò nó sẽ đỡ bị lỗ, cho nên là mình sẽ móc cách như vậy nha. Tại đây, cái chân cuối thì kệ nó nhá, và mình vẫn móc mũi kép đơn luồn trước. Số chân mũi thì vẫn vậy, chỉ có điều là vị trí mình không móc hết vào đây, mà mình tản ra một chút, mình móc sang vị trí này, chân này bỏ qua nhá, đâm vào cái chân mà gần ở cái lỗ nhất. Và tại đây thì móc một kép đơn, một bính và một kép đơn.
Như này thì cái phần vỏ sò đỡ bị lộ. Và đâm vào đây một kép đơn nữa. Tức là tổng cộng vẫn có hai kép đơn bên này, một bính ở giữa và hai kép đơn bên này. Nó giống như thế này. Tuy nhiên vị trí mình móc khác đi một tí. Và đâm vào đây, luồn trước. Bỏ qua kép đơn. Kép đơn. Một bính, kép đơn. Kép đơn. Và tổng cộng vẫn có 4 mũi. Và luồn trước. Tiếp tục bỏ qua kép đơn. Kép đơn. Một bính. Kép đơn. Kép đơn. Luồn trước. Tiếp tục bỏ qua kép đơn. Kép đơn, một bính, kép đơn. Kép đơn. Kép đơn tiếp. Như này. Và luồn trước. Móc nốt tương tự đến đây. Số chân mũi vẫn như vậy. Và mình sẽ móc mũi kép đơn vào chân mũi bính số 2 của dây bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hàng 7. Hàng 8 thì lặp lại hàng 7 nhé. Tuy nhiên là mình sẽ thay là mũi kép đơn luồn sau thôi. Công thức vẫn vậy. Chân này bỏ qua này, đâm sang đây. Một. Tại đây có một kép đơn, một bính và thêm một kép đơn vào vị trí đó. Kép đơn sang bên cạnh. Bỏ qua và tại đây thì luồn sau. Ok. Bỏ qua. Tại lỗ này. Một bính. Và lại một mũi tiếp. Một mũi tiếp. Tổng cộng có 4 mũi. Và luồn sau. Mình móc thêm một lần nữa. Bỏ qua kép đơn. Kép đơn tiếp. Một bính. Kép đơn. Một bính. Xin lỗi, kép đơn. Và luồn sau. Cái chân cuối này bỏ qua nhé. Và móc đến chân cuối cùng là nằm ở đây. Ok, xong rồi. Tới cuối này là móc một mũi kép đơn vào đầu chân bính số 2. Như vậy là kết thúc hàng 8 và lên 2 bính và xoay ngược lại. Sang hàng 9 thì móc lặp lại hàng 7. Hàng 7 là hàng này. Chỉ lại cho mọi người một lần nhé. Bỏ qua. Đâm vào đây. Kép đơn. Một bính. Kép đơn. Kép đơn. Bỏ qua, kép đơn luồn trước. Đó, và cứ móc như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ nha. Đây là hàng 9. Hàng 9 lặp lại hàng 7. Hàng 8 là hàng này. Hàng 10 thì lặp lại hàng 8. Hàng 10 thì xoay ở mặt trái. Thì nó chỉ khác ở một cái chỗ, đó là mũi kép đơn luồn trước thay bằng mũi kép đơn luồn sau. Tức là mọi người cứ lặp đi lặp lại hàng 7 và hàng 8. Mặt phải sẽ là hàng lẻ. Ví dụ như mình đang móc là hàng 9 là mặt phải, thì mọi người sẽ xem lại cho mình hàng 7. Còn mặt trái móc thì nó sẽ là hàng chẵn. Thì ví dụ như hàng vừa rồi là hàng chẵn là hàng 8. Thì miễn là hàng chẵn, ví dụ như là 10, 12 thì lặp lại hàng 8. Ok, và lặp lại cho mình. Đây là hàng 10 này. Từ hàng 10 đến hàng số 13 thì sẽ là được cái miếng vỏ sò của phần cúp ngực. Và mình sẽ lặp lại mọi người sau khi mình đã xong hàng số 13 nhé mọi người. Ok, sau khi mình đã xong đến hàng 13 thì đây là vừa cái phần vỏ của áo. Thì tới đây mình sẽ hướng dẫn mọi người làm viền nha. Móc lên một bính và bây giờ đang là mặt phải. Mỗi một hàng này mình móc 2 mũi đơn, cho mọi người móc 2 mũi đơn là được nhá. Cạnh này, đầu tiên mình móc một đơn này. Tiếp tục 2 đơn này. Sang hàng tiếp theo cũng 2 đơn này.
4 mũi. Tại đây. 5. 6. Tiếp tục. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tiếp theo. 23. 24. Tại đây mình móc một mũi thôi nhá. Hàng cuối này móc một mũi là 25 này. Sau đó tại cái điểm giữa này móc hai đơn nhá. Tại đây này. 1 và 2 đơn. Và bây giờ lại sang bên này cũng 25 mũi. Tại cạnh này có một mũi là 1 này. Tiếp theo tại đây là 23 này. Tiếp tục 45. 67. 89. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18, 19. 20, 21. 22, 23. Và cuối cùng 24, 25. Các bạn lưu ý là dây buộc cổ thì mình sẽ móc là 80 mũi nhé. Trên đây móc 80. Ok, mình đã móc được 80 mũi thì mọi người sẽ cắt len nhé. Thì các bạn lưu ý này, phần trên này sẽ là phần để buộc dây ngược này, xin lỗi, để buộc lên cổ nhé. Phần mé này sẽ là phần để buộc dây trước ngực. Thì một là mọi người cũng có thể móc 80, hai là mọi người có thể móc 50 nhé. Tại vì phần trước ngực này thì mình cũng không dùng nhiều dây đâu, tại vì nó rất là sát nhau. Đâm một cái chân mũi đơn ở góc này đó, xong đó lấy len. Và móc 50 mũi. Sau khi xong thì mọi người cắt len đi. Thì phần này sẽ là phần để buộc ở trước ngực nha mọi người. Thì các bạn lưu ý nhé, đây là mảnh bên phải. Thế nếu như mà nó sang mảnh bên trái nhé, thì cái phần mà lúc nãy mọi người móc 80 mũi thì nó lại là phần buộc trước ngực. Tại vì cái này nó không lộn được hai mặt, mà mọi người lại phải xoay như thế này. Tại vì hai hướng nó tương đương nhau, cho nên mọi người phải lưu ý nếu mà mặt còn lại. Xin lỗi mọi người, mình vừa bị ho. Nếu mà mặt còn lại mà móc ở bên tay trái thì mọi người lưu ý là cái phần trước ngực này sẽ là 50. Nhưng mà ở đây đang là 80 nha, mọi người phải ngược lại nhé. Còn phần trên này là phải là 80. Thì các bạn lưu ý nhá, không là để bị ngắn dây, hoặc là cách tốt nhất là móc cả hai hướng đều là 80 cho nó xong cũng được. Tại vì dài một chút cũng không sao đâu, dù gì mình buộc nơ ấy. Đây nó sẽ như này, đây là phần trước ngực này, kiểu như này.
Đấy, mình buộc tạm tạm để cho mọi người hình dung. Cái trên này là để buộc trên trên cổ. Và bây giờ mình sẽ có hai bên giống nhau, đó là cái phần góc này thì là để buộc ra đằng sau lưng nha. Phần sau lưng đó thì mọi người sẽ móc vào giữa hai cái mũi đơn nằm ở vị trí này này, trên hoặc dưới đều được. Phần sau lưng này thì phải móc nhiều mũi hơn nha các bạn, tại vì là cái phần sau lưng nó rất là rộng. Các bạn cứ móc khoảng 150 mũi nhé. Ok, đây là phần mình đã hoàn thành xong. Mọi người sẽ thấy là ở trước ngực thì làm dây ngắn hay dài cũng không quan trọng, tại vì nó rất là gần. Nhưng mà ở phía sau lưng thì nó sẽ xa hơn, cho nên mọi người sẽ cần phải làm kiểu nó dài ra một chút. Ở đây mình không móc tới 150 đâu, mà nó sẽ khoảng 120 thôi. Thì cái áo này nó cũng khá là hở nha mọi người, cho mọi người lưu ý nhá. Ok, bây giờ là xong cái áo này rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích video lần này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!